Hành trình tương lai xin kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe, thuận lợi và bình an. Ban biên tập chúng tôi luôn cố gắng để đem đến những tin tức mới nhất cũng như những nội dung hấp dẫn trong phần nhân sinh cảm ngộ ở cuối chương trình. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta hãy cùng đến với phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hàng trăm cảnh sát Đồng Nai chặn quốc lộ 1 vây bắt quái xế. Kiên Giang tạm đóng cửa công viên để truy bắt 6 con cá sấu sổng chuồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Người Huế treo xe máy lên nhà để phóng lũ, người dân Đà Nẵng tất bật dọn bùn sau ngập lụt. Miền Bắc sắp có không khí lạnh tăng cường, lũ lịch sử có lặp lại ở miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh cùng lúc đối phó 5 loại dịch bệnh. Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt sơ tán khỏi Israel. Cho vay tiêu dùng gặp khó vì chiêu trò bùng nợ. Hà Nội xử phạt cơ sở kinh doanh quả địa cầu có đường lưỡi bò phi pháp. Vé xem trận Việt Nam gặp Hàn Quốc lên cơn sốt, 44.000 chỗ ngồi không đủ. Tin tức trên thế giới. Taliban tham gia diễn đàn PRI thắt chặt quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc công bố tỷ lệ sinh năm 2022 thiết lập mức thấp kỷ lục. Lo ngân hàng phá sản, dân Trung Quốc đổ xô rút tiền bỏ cả lãi. Xung đột Israel-Hamas, Israel hứng rocket tên lửa từ 3 hướng. WHO nói về án tử ở Gaza, người dân di tản trong tuyệt vọng. Theo báo Đức, NATO đối mặt thách thức chưa từng có, chọn Israel hay Ukraine. Chiến sự Ukraine cực nóng, Nga khép chặt nồi hầm Avdiivka từ 3 phía. Chìm thuyền Cộng hòa Nhân dân Congo, 30 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Afghanistan lại động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn sâu 10 km. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo VN Express đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm qua 15 tháng 10, sau khi nhận tin hàng trăm người đang di chuyển từ thành phố Biên Hòa về thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tổ chức đua xe trên quốc lộ 1, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre phối hợp với công an huyện Thống Nhất đã lên kế hoạch vây bắt. Khi đoàn quái xế kéo đến khu vực thị trấn Cầu Dây, tụ tập dọc hai bên đường chuẩn bị đua xe, thì gần trăm cảnh sát bất ngờ bao vây. Hàng loạt thanh niên phóng lên xe, chạy tán loạn về hướng thành phố Biên Hòa và xông vào các con hẻm nhỏ lẩn trốn. Cảnh sát chia làm nhiều hướng chặn bắt, khống chế hàng chục người và hơn 30 xe máy vi phạm. Nhiều thanh niên thừa nhận hành vi tham gia đua tốc độ, một số thì cho rằng đang trên đường đi phượt, thấy đông người nên đứng lại xem. Lực lượng chức năng đã lập biên bản những người vi phạm về các lỗi, tụ tập để cổ vũ đua xe trái phép, xe thay đổi kết cấu không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Cảnh sát giao thông Đồng Nai đang tiếp tục xử lý vụ việc. Liên quan tới vụ cá sấu nuôi sổng chuồng ở công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, báo Dân Trí dẫn lời giới chức phường An Bình cho biết, bước đầu phường xác minh đến thời điểm này, số cá sấu sổng chuồng có thể còn đến 6 con. Hiện tại, phường đã tạm ngưng hoạt động công viên nơi cá sấu sổng chuồng, chỉ cơ quan chức năng mới được vào để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo tìm hiểu ban đầu, hồ nước công viên văn hóa An Hòa rộng khoảng 7 hectare, sâu 5 mét, hồ có nhiều chỗ đầm lầy, bụi rậm và có đoạn lục bình sống dày đặc dưới nước. 44 con cá sấu công viên nuôi phục vụ du khách đến tham quan. Tuy nhiên, sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, hồ nuôi xuống cấp, công viên không có đủ kinh phí sửa chữa nên các con cá sấu trên đã thoát ra ngoài hồ nước công viên. Giới chức địa phương thông tin, sau khi bắt xong 6 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên, các đơn vị liên quan và địa phương sẽ tính đến phương án xử lý, di rời đàn cá sấu đến nơi an toàn. Truyền thông trong nước đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Giáo dục cho biết, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường tại các địa phương. Tình trạng dạy thêm, học thêm đang diễn ra phổ biến ở các trường trên cả nước, biến tướng dưới nhiều hình thức khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng cho rằng nguyên nhân thu nhập thấp đã buộc một bộ phận giáo viên phải dạy thêm. Bên cạnh đó là tác động của những mặt trái cơ chế thị trường trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm. Ngoài ra, cơ sở pháp lý chưa đầy đủ nên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm chưa chặt chẽ, xử lý bất cập của các hoạt động này chưa kịp thời hiệu quả. Báo cáo của Chính phủ còn cho rằng một phần vì kỳ vọng từ phía gia đình nên phụ huynh ép con đi học. Tiến sĩ Nguyễn Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, muốn hạn chế được tình trạng này, đầu tiên là cần xã hội thay đổi nhận thức, không gây quá nhiều áp lực học tập lên con cái. Thứ hai là chương trình giáo dục phổ thông mới phải thật sự giảm tải, giảm áp lực thi cử, thành tích, vì nếu kiến thức vẫn nặng nề, phụ huynh sẽ buộc phải cho con đi học thêm.
Thưa quý vị, mới đây trong bối cảnh chịu đợt mưa kéo dài và rất phức tạp, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn ở hai tỉnh thành Huế và Đà Nẵng. Nhận được thông báo này, nhiều hộ dân và sinh viên sống ở Huế đã gấp rút đưa vật dụng lên vị trí an toàn để đề phòng nước lũ dâng. Đã có nhiều cách được người dân sử dụng như dùng dây thừng treo xe máy lên nhà, bắt sàn giáo để kê đồ đạc lên cao. Tại Đà Nẵng, đến sáng ngày 15 tháng 10, trời vẫn còn mưa, nhưng nước đã rút đáng kể tại các rốn ngập Đà Nẵng. Tranh thủ nước rút, nhiều hộ dân đẩy bùn đất dọn nhà, dù biết những ngày tiếp theo vẫn còn có thể bị ngập. Theo ghi nhận trong sáng ngày 15 tháng 10, 11 điểm ngập sâu hơn 1 mét ở nội đô Đà Nẵng đã có thể lưu thông bình thường. Các đoạn ngập trên quốc lộ 1 đoạn qua Đà Nẵng đã tháo bỏ rào chắn, cho phép lưu thông. Tuy nhiên, tại khu vực này vẫn còn một số phương tiện bị chết máy phải chờ giải cứu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 17 và 18 tháng 9, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc khiến khu vực giảm nhiệt kèm mưa dông. Trong khi đó, miền Trung vẫn tiếp diễn đợt mưa lớn cực đoan. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, giai đoạn từ đêm ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên phía Bắc. Trong đó, từ Nam Nghệ An đến Bình Định có thể ghi nhận lượng mưa 100-300mm, cục bộ trên 500mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp do khu vực chịu tác động của vùng áp thấp trên Biển Đông, nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng là cấp 4, Quảng Nam cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Hà Tĩnh, Bình Định cấp 1. Ông Hưởng đánh giá, các hình thái gây ra mưa lớn ở Trung Bộ đợt này tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ các ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 1999, nhưng cường độ của năm 1999 mạnh hơn. Do đó, khả năng cao đợt mưa đã, đang và sẽ xảy ra ở miền Trung không khốc liệt gay gắt bằng giai đoạn mưa lũ lịch sử 24 năm trước. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã khiến ít nhất 2 người chết, 1.564 ngôi nhà bị ngập và gần 4.000 người phải sơ tán. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang cùng lúc ứng phó với 5 loại dịch bệnh gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và COVID-19. Đáng chú ý, trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 6 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn là 19 ca. Trước đó, Bình Dương cũng xác nhận tỉnh này ghi nhận 2 ca đậu mùa khỉ thứ hai. Ca bệnh này được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trước đó. Long An cũng thông tin có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Phần lớn các ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây nhiễm và được xem là ca nội địa. Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng thông qua tiếp xúc với mụn nước, quan hệ tình dục đồng giới. Với dịch bệnh sốt xuất huyết, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận 14.126 ca sốt xuất huyết. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm quận Nhất, quận 8 và quận Bình Thạnh. Với dịch tay chân miệng, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 29.864 ca. Riêng trong tuần qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.532 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 1,5 lần so với trung bình 4 tuần trước. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm quận Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. Với dịch đau mắt đỏ, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận hơn 71.700 ca đau mắt đỏ. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Tiếp theo đây là một tin đáng chú ý khác về xung đột Israel và Hamas. Thưa quý vị, trước tình hình xung đột tại Israel diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao vừa khuyến cáo công dân Việt Nam ở Israel cần sớm có phương án sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Khuyến cáo trên được Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra chiều ngày 15 tháng 10, trong đó cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến hoặc tránh đến Israel nếu không thật sự cần thiết. Nếu đang ở Israel, công dân cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Đồng thời, người dân cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao tại Israel để phản ứng kịp thời. Để nhận được sự hỗ trợ khi cần trợ giúp, công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel 972-50-818-6116 hoặc 972-52-727-4248 hoặc 972-50-994-0889. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 84-981-848484 hoặc 84-965-41-1118.
Trước đó, vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, các tay súng Palestine xâm nhập vào miền nam Israel và nghìn quả rocket được bắn từ dải Gaza trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas. Đây được xem là cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào Israel trong nhiều thập niên. Các cuộc giao tranh trong một tuần qua ở Gaza đã khiến hơn 1.300 người ở Israel thiệt mạng. Nga cảnh báo Trung Đông đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện và thảm họa nhân đạo chưa từng có. Truyền thông trong nước đưa tin, trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ cách quyệt nợ vay tín dụng. Nhiều người muốn quyệt nợ đang đánh đồng méo mó hình thức vay trực tuyến, cho rằng tất cả đều không chính thống và cứ thoải mái bùng tiền. Nhưng không dừng ở đó, bùng nợ không chỉ bằng các thông tin giả mạo mà đã có những trường hợp người vay quyết trốn nợ, thậm chí hành hung ngược lại người đòi nợ. Trên mạng xã hội Facebook, các hội bùng app vay tiền online, hội bùng tiền các công ty tài chính mọc ra như nấm. Chỉ cần nhấp chuột nhắn tin là được hứa hẹn, chỉ cần mất vài trăm nghìn đồng là đã có thể xóa nợ xấu, hay chỉnh sửa các thông tin trên giấy tờ cá nhân. Thậm chí nhiều hội nhóm còn cam kết có thể can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu về thông tin vay nợ tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, điều này là không thể. Hiện các bộ ngành đang đẩy mạnh triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Khi đề án được hoàn thành, những dữ liệu về lịch sử vay vốn, nợ xấu và kể cả hành vi quyệt nợ sẽ được ghi nhận chi tiết. Vì vậy, người vay tiêu dùng cần cẩn trọng trước những lời mời chào về dịch vụ quyệt nợ trên mạng để tránh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang. Báo Dân Việt đưa tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh quả địa cầu in bản đồ thế giới có đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trước đó, theo thông tin phản ánh cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, kinh doanh sản phẩm quả địa cầu in bản đồ thế giới có đường lưỡi bò, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại địa chỉ trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cho biết đã mua hai quả địa cầu trên trang thương mại điện tử có tên miền được đăng ký tại Trung Quốc, nên không biết việc sản phẩm trên in bản đồ thế giới có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Với lỗi sai phạm trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh với số tiền là 7,5 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm. Chủ cơ sở kinh doanh đã thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận mức xử phạt vi phạm hành chính. Liên quan đến lĩnh vực thể thao, trong cuộc chạm trán với Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có được cơ hội chơi trên sân vận động Suwon World Cup, nơi từng diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2002. Hiện tại các công tác chuẩn bị cho trận giao hữu đã được hoàn tất để chuẩn bị diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc. Theo thông tin mới nhất, toàn bộ 44.000 vé được bán ra của trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc đã được bán hết cách đây vài ngày. Thậm chí nhiều người vẫn kêu gọi ban tổ chức phát hành thêm vé vì nhu cầu của khán giả là rất lớn. Trước đó, truyền thông lẫn người hâm mộ Hàn Quốc không hài lòng khi Liên đoàn bóng đá nước nhà lựa chọn Việt Nam để đá giao hữu. Cổ động viên và giới chuyên môn của xứ sở Kim Chi cho rằng Hàn Quốc cần phải so tài với những đội bóng mạnh hơn như Nhật Bản hay các đối thủ tới từ châu Âu. Thậm chí truyền thông Hàn Quốc còn loan tin rằng Việt Nam phải chi trả mọi chi phí cho trận giao hữu. Tuy nhiên, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên tiếng đính chính. Theo đó, dựa trên mối quan hệ rất tốt giữa hai nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lo vé máy bay di chuyển, còn phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở trong thời gian đội tuyển Việt Nam ở xứ sở Kim Chi. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Taliban tham gia diễn đàn PRI thắt chặt quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc công bố tỷ lệ sinh năm 2022 thiết lập mức thấp kỷ lục. Lo ngân hàng phá sản, dân Trung Quốc đổ xô rút tiền bỏ cả lãi. Xung đột Israel-Hamas, Israel hứng rocket tên lửa từ ba hướng. WHO nói về án tử ở Gaza, người dân di tản trong tuyệt vọng. Theo báo Đức, NATO đối mặt thách thức chưa từng có, chọn Israel hay Ukraine. Chiến sự Ukraine cực nóng, Nga khép chặt nồi hầm Avdiivka từ ba phía. Chìm thuyền Cộng hòa Nhân dân Congo, 30 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Afghanistan lại động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn sâu 10 km. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng Reuters đưa tin, một phát ngôn viên của Taliban vừa cho biết chính quyền này sẽ tham dự diễn đàn vành đai và con đường BRI của Trung Quốc vào tuần tới.
Trước đó, theo ghi nhận, các quan chức và bộ trưởng Taliban thường chỉ dự các cuộc họp khu vực, chủ yếu tập trung vào Afghanistan. Hiện diễn đàn Vành đai và Con đường là một trong những hội nghị thượng đỉnh đa phương cấp cao nhất mà Taliban được mời tham dự. Động thái này nhấn mạnh mối quan hệ chính thức ngày càng tăng của Bắc Kinh với Taliban. Theo đó, quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Taliban, Hasi Noruddin Azizi, sẽ tới Bắc Kinh trong những ngày tới để dự diễn đàn BRI diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 17 đến ngày 18 tháng 10. Đồng thời, người phát ngôn của Bộ trên cho biết, ông Azizi sẽ tham dự và sẽ mời các nhà đầu tư lớn tới Afghanistan. Được biết, Taliban là một chính quyền có lịch sử nhân quyền tồi tệ và chưa được bất kỳ chính phủ nào chính thức công nhận kể từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan 2 năm trước. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với Taliban và trở thành quốc gia đầu tiên bổ nhiệm đại sứ tại Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Thưa quý vị, gần đây Ủy ban Y tế của chính quyền Trung Quốc đã công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ sinh năm 2022 ở nước này đã đạt mức thấp kỷ lục. Cụ thể, số ca sinh ở Trung Quốc năm 2022 là 9,56 triệu ca, trong đó 38,9% là trường hợp sinh con thứ hai và 15% là con thứ ba trở lên. Tỷ lệ chênh lệch giới tính nam nữ khi sinh là 111,1 trên 100. Đồng thời, báo cáo do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cũng cho thấy, năm 2022, tổng dân số Trung Quốc đã bị giảm hơn 850.000 người so với năm 2021. Về vấn đề này, học giả GLG của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm khoảng 40%, dự kiến năm 2023 sẽ giảm khoảng từ 7 triệu đến hơn 8 triệu ca sinh. Nguyên nhân vấn đề này là do chính sách một con được chính quyền Trung Quốc thực hiện kéo dài hơn 30 năm, đến năm 2015 được thay thế bằng chính sách hai con. Trước đó, theo ghi nhận, khi chính quyền Trung Quốc thực hiện chính sách một con từ cuối những năm 1970, nhiều phụ nữ Trung Quốc đã bị cưỡng bức triệt sản, phạt nặng, đánh đập bạo lực và giam giữ nếu có con thứ hai. Chính sách này đã gây tổn hại cho vô số gia đình Trung Quốc. Sau đó, nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉ ra chính sách kế hoạch hóa gia đình một con đã khiến Trung Quốc giảm hơn 400 triệu ca sinh. Kết hợp với tình trạng kinh tế suy thoái, dù hiện chính quyền Trung Quốc ra sức khuyến khích sinh con, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy mức sinh, tuy nhiên không mấy mang lại hiệu quả. Việc dân số Trung Quốc năm 2022 lần đầu tiên tăng trưởng âm là minh chứng. Tờ Epoch Times đưa tin, gần đây một số ngân hàng Trung Quốc vừa và nhỏ đã ghi nhận làn sóng rút tiền ồ ạt, trong đó nhiều người gửi tiền sẵn sàng chấp nhận bỏ cả lãi để rút tiền gốc. Hiện trang cá nhân của chuyên gia tài chính Zhang Ping trên Sohu Trung Quốc cho hay, lý do là vì nhiều người lo ngại các ngân hàng này có thể phá sản gây ra rủi ro. Ngoài ra, nhiều người không chấp nhận việc lãi suất tiền gửi ngân hàng càng ngày càng thấp, vì vậy họ đã rút tiền ra. Thêm vào đó, mới đây việc ông chủ tịch Hứa Gia Ấn của tập đoàn bất động sản Evergrande Trung Quốc bị nhà chức trách bắt giữ cũng gây ra hàng loạt bất ổn tài chính. Hiện danh sách chi tiết các khoản vay ngân hàng mà Evergrande nợ được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ cho thấy Evergrande nợ ngân hàng Kangshu 3,4 tỷ nhân dân tệ. Điều này kéo theo làn sóng rút tiền gần đây đối với ngân hàng Kangshu. Ngoài ra, một số ngân hàng khác có mối quan hệ mật thiết với Evergrande cũng đang đối mặt với số lượng lớn các giao dịch chuyển khoản trực tuyến. Hiện giới quan sát bên ngoài đang hết sức chú ý xem liệu vấn đề này có dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính rộng hơn ở Trung Quốc hay không. Truyền thông quốc tế đưa tin, xung đột Israel-Hamas đang tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Israel chuẩn bị cho một giai đoạn tấn công mới vào giải Gaza. Cụ thể, giao tranh giữa Israel và tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza-Palestine đang diễn ra quyết liệt, nguy hiểm và có dấu hiệu lan rộng sang các nước láng giềng, khi loạt đạn pháo từ Syria, Lebanon lại nã vào Israel và Israel đang hứng rocket, tên lửa từ ba hướng. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhỏ gần giải Gaza và cảnh báo rằng bất kỳ ai đến gần biên giới sẽ bị bắn. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết nhiều tiểu đoàn và lực lượng khác nhau đã được triển khai trên khắp Israel để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, đặc biệt là chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Tương tự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm các binh sĩ Israel ở miền Nam và nói rằng giai đoạn tiếp theo đang đến. Hiện theo Bộ Y tế Palestine, số người Palestine thiệt mạng trong giao tranh đã tăng lên 2.215 người, trong khi 8.714 người khác bị thương. Israel ngày qua không cập nhật thương vong. Tuy nhiên, số liệu gần nhất mà Israel cung cấp là 1.300 người nước này đã thiệt mạng và 3.227 người bị thương. Trong khi đó, Mỹ đang tiếp tục thể hiện vai trò điều phối xung đột Israel-Hamas. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Theo đó, ông Biden đã lên án cuộc tấn công tàn bạo của Hamas nhằm vào Israel, đồng thời nhắc lại Hamas không đại diện cho quyền tự quyết của người dân Palestine.
Đáp lại, ông Abbas đã thông báo cho ông Biden về những nỗ lực của chính quyền Palestine nhằm mang lại sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine, đặc biệt là ở giải Gaza. Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng vừa điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Đông Địa Trung Hải để răn đe các thế lực thù địch chống Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USDY The Eisenhower được lệnh tới Đông Địa Trung Hải để hội quân với nhóm tác chiến tàu sân bay US Durant Air Force. Trước đó, tàu Ford đã tới khu vực này từ đầu tuần và đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Israel. Đây được cho là động thái thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington đối với an ninh của Israel. Được biết, Mỹ hiếm khi triển khai cùng lúc hai tàu sân bay trong cùng một khu vực. Tại một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã lên án mạnh mẽ yêu cầu sơ tán 22 bệnh viện đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân nội trú ở phía Bắc Gaza. WHO cho biết, việc buộc hàng ngàn bệnh nhân phải sơ tán đến các bệnh viện vốn đã quá tải ở phía nam giải Gaza tương đương với một bản án tử hình với họ. Hiện theo WHO, rất nhiều trường hợp bệnh nhân đang nguy kịch, trong đó có nhiều người cần được chăm sóc đặc biệt hoặc cần hỗ trợ sự sống sẽ phải đối mặt với tình trạng sức khỏe xấu đi hoặc tử vong nếu buộc phải sơ tán. Thêm vào đó, các bệnh viện phía nam Gaza đang trong tình cảnh không có khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Bên cạnh nỗi lo số bệnh nhân gia tăng, ngành y tế khu vực này còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung thuốc men, oxy và mất điện. Được biết, trước đó Israel đã cảnh báo người Palestine cần sơ tán khẩn cấp khỏi phía bắc giải Gaza trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến nhằm vào Hamas, một tuần sau khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Hiện người dân ở Gaza đang mắc kẹt trong cuộc tấn công của Israel-Hamas mà không có nước, điện hoặc kết nối Internet. Trong đó, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, nhận định việc nguồn cung cấp nước cạn kiệt do Israel cắt tất cả các tiện ích cho Gaza đã trở thành vấn đề sống còn của người dân khu vực. Tiếp tục với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, báo Welt của Đức vừa nêu rõ NATO đang ở trong tình thế khó khăn bởi liên minh này có thể không có đủ kinh phí và vũ khí trang bị để hỗ trợ và sẽ phải lựa chọn Ukraine hoặc Israel. Cụ thể, tờ Welt lưu ý rằng liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, hỗ trợ hai đối tác thân thiết Israel và Ukraine nằm ở vị trí địa lý gần nhau và chống lại địch thủ. NATO không muốn trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột, tuy nhiên việc cung cấp cho đối tác là cần thiết. West nhấn mạnh, các nước NATO không muốn làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của mình và ngoài chi phí cao, kho vũ khí còn hạn chế. Điều này đặc biệt đúng với đạn pháo và các hệ thống phòng không hiện đại như Aristi và Patriot. Trong khi trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng bày tỏ lo ngại rằng sự chú ý của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine có thể suy yếu trong bối cảnh Hamas tấn công Israel. Ông lưu ý rằng điều này sẽ gây ra hậu quả mà không giải thích quan điểm của mình. Tại diễn biến liên quan, tờ Kyiv Post đưa tin Ukraine đang cố gắng bám trụ ở thị trấn tiền tuyến Avdiivka bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga diễn ra trong vài ngày qua. Đây được đánh giá là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi hai nước này bắt đầu xung đột từ tháng 2 năm 2022. Hiện phần lớn dân số Avdiivka đã sơ tán. Các quan chức địa phương cho biết thị trấn đang còn khoảng 1.600 cư dân, giảm từ 31.000 người. Người đứng đầu thành phố Vitali Barabas do Ukraine bổ nhiệm cho biết trên truyền hình rằng đã sang ngày thứ 5 rồi, Nga vẫn không ngừng tấn công hoặc pháo kích các vị trí xung quanh thành phố. Ông nói, nóng, rất nóng bỏng, họ đang cố gắng bao vây thành phố và đang triển khai thêm lực lượng mới đến khu vực. Trong khi đó, báo Economist cho hay Nga đang khép chặt nồi hầm Avdiivka và có thể bao vây binh lính của Kiev. Hiện các chuyên gia của Economist lưu ý rằng, sau thất bại trong cuộc phản công của Ukraine, quyền chủ động trên chiến trường đã được chuyển sang Nga và quân đội Ukraine ở Avdiivka đã bị bao vây từ ba phía. Hãng Reuters đưa tin, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua thông báo ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 167 người vừa mất tích sau khi một chiếc thuyền chở hơn 300 người bị lật trên sông Congo vào cuối ngày 13 tháng 10. Hiện quan chức y tế phụ trách tỉnh Equateur, ông Didier Mbula cho biết 189 người đã được cứu và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Ông Mbula nói thêm rằng chiếc thuyền bị lật gần thị trấn Mbandaka do chở quá tải trọng và di chuyển vào ban đêm. Theo ghi nhận, các vụ tai nạn tàu thuyền gây chết người thường xuyên xảy ra ở vùng biển Congo, nơi các tàu thuyền thường xuyên chở quá tải trọng. Đồng thời, nước này cũng có rất ít đường nhựa xuyên qua vùng rừng rậm rộng lớn, nên việc di chuyển bằng đường sông là phổ biến. Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 10, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter lại vừa xảy ra tại miền Tây Afghanistan, nơi liên tiếp xảy ra các trận động đất lớn gây chết chóc trong thời gian gần đây. Cụ thể, trận động đất mới trên xảy ra vào khoảng 8 giờ theo giờ địa phương với tâm chấn có độ sâu chỉ 10 km, kèm theo ít nhất một dư chấn mạnh 5,6 độ Richter ở độ sâu tương đương.
hiện chưa có thông tin về thiệt hại trong trận động đất trên. Trước đó, hôm 7 tháng 10, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter kèm theo hàng loạt dư chấn cũng đã gieo rắc chết chóc trên diện rộng tại những vùng nông thôn khó tiếp cận của tỉnh Herat phía tây Afghanistan, khiến 2.053 người thiệt mạng. Đồng thời, theo Liên Hợp Quốc, các trận động đất gần đây đã phá hủy hoàn toàn ít nhất 11 ngôi làng ở huyện Zendajan thuộc tỉnh Herat. Đến ngày 11 tháng 10, một trận động đất 6,3 độ Richter cũng tiếp tục xảy ra ở miền tây Afghanistan, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 153 người bị thương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay về chủ đề gì, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chín sự lành, nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao. Ta lựa chọn tha thứ không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận, làm tuyệt. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ muốn cấp cho đối phương một cơ hội nữa. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống. Trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu hoạn về sau. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Người ta hay nói sáng vẻ bề ngoài, phản ánh nội tâm bên trong. Khi chứa đầy trong tâm, bằng chân, bằng thiện, bằng nhẫn, quý vị hãy ngẫm xem mọi thứ đều sẽ trở nên tốt dần lên. Khi thật sự chân, thật sự thiện và thật sự nhẫn thì mọi chuyện đều được giải quyết từ gốc rễ, mà nhiều người nhận ra rằng đây chính là Phật Pháp chân chính giúp con người thoát mọi đau khổ. Tuy nhiên có Phật thì có ma, có người tốt và có người xấu. Hiện trên thế giới vẫn còn một nơi đang tiếp diễn cuộc bức hại những người vô tội tu luyện theo Phật Pháp chân thiện nhẫn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được phúc báo khi biết sự thật này và cuộc bức hại sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đường link hướng dẫn đọc sách chuyển pháp luân và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Một lần nữa thay mặt cho ban biên tập, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.